Em thực sự xin lỗi, em phải quay lại Singapore để phát triển sự nghiệp riêng của em. Em biết có thể anh sẽ rất buồn vì xa em. Khi anh đọc lá thư này thì em đã bay đến nơi rồi. Anh ở lại bảo trọng, giữ gìn sức khỏe nhé. Vợ ơi, anh về rồi đây. Hello bạn à. Ôi dồi ôi, tôi được giải thoát khỏi con mái dài nhà tôi rồi. Nó vứt thôi để nó bỏ đi rồi. Phải ăn mừng chứ. Gọi mấy em xinh tươi, hôm nay điên hoa một bữa. Bếp tè lầy nghe. Mình cũng để lại tâm thư. Tôi, thế mà trước giờ tôi cứ tưởng anh ngốc này. Anh nhìn thấy chân của em rồi. Anh đi chợ đây. Thì ra hạnh phúc là gặp được người yêu thương, lo lắng, sẵn sàng đi cùng mình đến cuối con đường.